Hello anh em, chào mừng anh em cùng quay trở lại với MGN Esports. Vậy là cuối cùng sau hơn 2 năm chờ đợi, khu vực VCS của chúng ta đã chính thức trở lại đấu trường quốc tế với ít nhất một vị trí trong top 6. Thực sự anh em Việt Nam ta phải gửi một lời cảm ơn chân thành nhất đến Ngài X và đồng bọn SKB đã thi đấu quá hay để giúp VCS thêm một lần nữa, chứng minh tụi phân tích viên Tây Lông Trắng biết cái mẹ gì về LOL cả. Ngoài SKB ra, 5 đội tuyển còn lại lọt vào vòng hỗn chiến cũng là những cái tên rất quen thuộc mà MGN đã dự đoán được từ lâu. Hôm nay lại đến hẹn, tụi mình xin phép cùng anh em dự đoán kết quả của vòng hỗn chiến chuẩn bị diễn ra trong vài ngày sắp tới nhá. Trước khi vào nội dung dự đoán, chúng ta hãy nhìn lại những diễn biến đáng chú ý của vòng bảng vừa kết thúc nhé. Bảng A có lẽ là bảng đấu được chú ý nhất vì sự có mặt của các Oppa Team One và sự trở lại đấu trường quốc tế sau 2 năm vắng bóng từ vị trí đại diện Việt Nam Sài Gòn Buffalo. Với hộ khẩu nằm trong ao cá trình, Team One không mất quá nhiều sức lực để toàn thắng cả 6 trận vòng bảng trước 3 đối thủ còn lại. Điểm nóng của bảng đấu này nằm ở cặp đối đầu giữa khu vực bạn thân Việt Nam và Nhật Bản. Mặc dù bị các chuyên gia Tây Lông đánh giá thấp vì đã lâu không cọ sát đấu trường thế giới, còn ở giải quốc nội thì đánh không lại kho tiền gam, nhưng Sài Gòn Buffalo vẫn bình tĩnh đánh bại DFM đến 2 lần để khiến các khán giả tự nhục càng nhục thêm. Với kết quả 4 thắng và 2 thua sau khi vòng bảng khép lại, SKB đã thành công đặt chân vào vòng hỗn chiến và nhiều khả năng hái về cho VCS thêm một vé tham dự chung kết thế giới năm nay, đồng nghĩa rằng sẽ có hai đội Việt Nam đến giải đấu danh giá nhất vào cuối năm. Dù phải ngồi nhà xem TV suốt 2 năm qua nhưng trong lần đầu tiên tái xuất tại MSI, Sài Gòn Buffalo vẫn dư sức trên cơ nhà vô địch Nhật Bản và áo trình hoàn toàn một đại diện wildcard khác là Team Barbic, không hổ danh là đoàn quân Ngài X thần thánh. Về phần những người anh em JAV DFM, mặc dù rất thân thiện với VCS chúng ta khi thường xuyên tập luyện cùng nhau, nhưng khi đã bước vào một giải đấu nghiêm túc như MSI, hội của ông Weibo này sẽ buộc phải đấu với một SKB cọc nhất. Dù chưa áp đảo hơn SKB ở đầu trận, đặc biệt là trong ván lượt về, DFM đã chiếm thế thượng phong trước bầy ngé suốt phần lớn thời gian thi đấu, nhưng chung cuộc tổ đội Weibo vẫn phải chịu hai trận thua khá cay và chấp nhận về nước sớm. Đã không hoàn thành mục tiêu lọt vào top 6, Dawon Focus Me còn thất bại luôn trong nhiệm vụ gạt dò Team One mà ngài Danny đã giao cho. Thậm chí sau khi chính thức bị loại, DFM còn tốt bụng tặng cho Team Barbic một trận thắng danh dự, nhưng vô tình lại cướp viên siêu thú của cộng đồng anh em Đông Lào, khiến tình hữu nghị giữa hai nước hơi rạn nứt. Tóm lại, MSI 2022 là một giải đấu đáng thất vọng cho đại diện của Nhật Bản. Đội tuyển còn lại của bảng A là Barbic cũng đã chơi rất cố gắng, nhưng không thể làm gì hơn ngoài dùng sức mạnh lá Barbic để làm đội đầu tiên mua vé về nước. Ngoài ra, màn từ chối bắt tay học được từ huyền thoại ba rọi béo của hỗ trợ trai thẳng. Và sau đó là pha chuộc lỗi bằng cách tặng ghim cái áo hình Yasuo, quốc tướng của Việt Nam, cho các tuyển thủ SKB đã ghi dấu ấn đậm nét trong ruột người hâm mộ VCS. Trong khuôn khổ bảng B, không hề bất ngờ khi đại diện Royal Never Give Up và PSG Quần Talon là hai đội đi tiếp. Về phần ING, đại diện Trung Quốc vì phải đánh online nên đã vô cùng chật vật với các vấn đề về ping 35, nghi vấn xài tool, che mắt trọng tài và nhờ Riot mua giải. Sau tất cả, ING phải đánh đến 9 trận thay vì 6 do Xiao Huhu và đồng đội bị bắt đánh lại cả lượt đi. Dù bị đối xử hơi khó chịu chút xíu, nhưng cuối cùng thì ING với thực lực quá mạnh vẫn dễ dàng thoát khỏi bảng B. Cuộc chiến trên tấm vé thứ hai giữa PSG Talon, chó đỏ và mèo hoang lại hấp dẫn ngoài mong đợi của người hâm mộ. Tất cả là tại ngài bật chế độ bay lên đã đá bay viên siêu thú của các anh em Việt Nam ngay ngày một. Và ngài Titan với con dây hình kiếm âm u đã tự đấm một cục u vào cơ hội đi tiếp của Red Cadiz vào ngày 2. Để rồi bước vào lượt về, PSG liền trở lại trạng thái hoàng tử dâu mỏ để giành vị trí hạng nhì bảng B và hẹn gặp huynh đệ VCS ở vòng hỗn chiến. Bảng C tưởng chừng sẽ rất hấp dẫn và đáng xem khi có sự góp mặt của hai kỳ phùng địch thủ Bắc Mỹ châu Âu. Nhưng cuối cùng Evil Geniuses của LCS chỉ được cái gáy hay khi không thể thắng nổi một ván nào trước đội vừa gáy tốt vừa đánh hay là Hề Hai Esports. Với thành tích toàn thắng vòng bảng, G2 với bộ đôi đầu tàu Giang Văn Cốt và Subin Hoàng Cáp đang rất lực trên hành trình đòi lại ngôi vương MSI năm nay. Đội tuyển còn lại của bảng này là Team Gọi Món thì vô cùng tội nghiệp khi không có nổi một ván thắng nào và chỉ đi tàu điện đến Busan du lịch và ngắm zombie. Sau khi kết thúc vòng bảng, đúng như dự đoán của đại đa số chuyên gia online không tự nhục, 6 đội tuyển từ 6 khu vực hàng đầu sẽ có mặt ở vòng hỗn chiến, bao gồm cả Á quân VCS Sài Gòn Buffalo. Để đánh giá xương xương sức mạnh của 6 cái tên mạnh nhất thế giới hiện tại, chúng ta nên bắt đầu với Team One, đội đang có chuỗi thành tích bá cháy nhất Liên minh Huyền Thoại thời gian qua. Tính đến hết trận đấu cuối vòng bảng, Quỷ Đỏ Hàn Sẻng đã có 26 chiến thắng liên tiếp. So với lúc đánh ở LCK, sức mạnh của Team One không có quá nhiều sự thay đổi, vì chỉ phải gặp gỡ VCS và hai đội wildcard cũ nên Team One cũng không cần làm gì nhiều, ngoài dùng kỹ năng đỉnh cao để hủy diệt ván đấu. Nếu tiếp tục duy trì được phong độ ổn định này tại vòng hỗn chiến, Faker và đồng đội sẽ khó mà nằm ngoài trận chung kết. Nếu mà nói Team One không tiến bộ gì thêm thì cũng chưa chính xác. Khi di chuyển đến Busan để tham dự giai đoạn vòng bảng vừa kết thúc, Quỷ Đỏ LCK đã được thần rùa trồi lên từ bờ biển để ban cho một sức mạnh mới. Trong trận đấu đầu tiên, không ai biết Team One đã sở hữu tuyệt kỹ, nhưng sau khi vòng bảng khép lại, dân tình đã soi được màn hình máy của máy dập Zeus chơi game với mức ping 22 thay vì 35 như ban tổ chức đã quy ước trước đó.
Theo lời phân trần của Riot thì ping 22 chỉ là lỗi hiển thị sai số 10 đơn vị so với mức ping chuẩn. Nhưng nếu ai biết sự thật thần rùa hiển linh thì sẽ tự hiểu đây là sức mạnh mới rất OP của Team One, khả năng thay đổi ping. Với nguồn năng lực này, Team One sẽ khiến những địch thủ như ANG hay là HE2 phải rất đau đầu để suy nghĩ cách đối phó với quỷ đỏ hàn sẻng trong tương lai. Kẻ có nhiều khả năng thách thức vị trí số 1 của Team One nhất hiện tại không ai khác ngoài Royal Never Give Up. Về tương quan lực lượng, ANG không hề thua kém Team One khi không có một vị trí yếu nào. Ngài Bin tưởng đâu là hố đen của ANG, nhưng kể từ khi playoff LPL đến nay, ngài đã kích hệ bản thân của Sop để đánh càng ngày càng lên tay. Nếu không tính pha bị đại tướng Garen chém không hụt chiêu nào thì Bin xứng đáng là một trong những đường trên hay nhất vòng bảng MSI 2022. Ở các vị trí còn lại, khi ngài Way Back Home đã trở lại phong độ đỉnh cao thì hai chủ lực của ANG đang thỏa sức phô diễn trình độ đỉnh cao vì không cần phải gánh cục tạ nào nữa. Đặc biệt phải kể đến Gala không còn cười nữa. Xạ thủ số 1 Trung Quốc đã có đến 2 pha pentakill trong các trận đấu vòng bảng vừa rồi, nhưng rất tiếc Riot chỉ công nhận một cú ăn 5 vì ANG phải đánh lại 3 trận. Trong số 6 đội vòng hỗn chiến, ANG đang có lợi thế được đánh nhiều trận nhất để làm quen cảm giác chơi giải. Ngoài ra không thể không nhắc đến điều kiện thi đấu quá thuận lợi của đại diện LPL khi được chơi ngay tại Gaming House mà không cần đi train to Busan. Cũng chính vì đặc cách này mà ANG bị rất nhiều khán giả không phải từ Trung Quốc đặt nghi vấn gian lận khi có thể giao tiếp với huấn luyện viên đang đứng ở góc chết camera trong trận đấu ở vòng bảng MSI. Trước sự công kích gay gắt của dư luận hướng vào ANG, Riot đã quyết định để đứa con cưng được đánh lại 3 trận lượt đi nhằm minh oan rằng ANG không hề dùng tool. Qua vụ việc này, các đối thủ tại vòng hỗn chiến sắp tới nên dè chừng trước Thiên Triều, vì nếu không may rơi vào những tình huống khó, Royal Never Give Up hoàn toàn có thể sử dụng quyền đánh lại. Đội bất bại thứ 3 bước vào top 6 cũng chính là hạt giống số 1 còn lại, G2 Esports. Hề 2 có thể diễn trò với con tim của người hâm mộ bất cứ khi nào họ thích trong trận đấu, nhưng sau cùng thì Giang Văn Cốt và đồng bọn luôn sẽ tìm được cách giành chiến thắng. Giống như Team One, từ giai đoạn cuối playoff LEC đến nay, Hề 2 chưa từng thua trận đấu nào. Mặc dù 8 chiến thắng trước những đội kèo dưới hơi sâu là EG và Team Gọi Món chưa thể chứng minh G2 là một cái tên mạnh ngang với Team One hay ANG, nhưng nếu để đứng top đầu vòng hỗn chiến và lọt thẳng vào vòng bán kết trở lên thì các Samurai đen trắng hoàn toàn dư sức. Hiện tại sức mạnh lớn nhất của Hề 2 đến phần nhiều từ sức trẻ của bộ ba kiếm gãy, Flykid và Tagamas. Dĩ nhiên không thể không nhắc đến yếu tố kinh nghiệm từ bộ đôi đảng viên già Giang Văn Cốt cùng với Subin Hoàng Cáp. Trong lần trở lại MSI này, Cốt và Cáp chắc chắn không có mục tiêu gì khác ngoài rửa mối hận với Mr. Buffalo để tái chiếm ngôi vô địch. Với phong độ đang rất cao hiện tại, kèm theo nội tại đồ sát Team One, G2 Esports có lẽ chỉ ngán ANG và SGB tại vòng hỗn chiến này. Bên cạnh Hề 2 là hai gã hàng xóm ổn ào Bắc Mỹ với đại diện Evil Genesis, nhà vô địch LCS đang là cái tên chơi thất vọng nhất so với đánh giá sức mạnh tại mùa MSI năm nay. Trong khuôn khổ giải quốc nội, EG đã thi đấu rất xuất sắc để vượt qua Hề 9, team lỏng le và 100 tên cướp để giành vé đến MSI. Chứng kiến phong độ rất cao của siêu xạ thủ trẻ Danny, người hâm mộ Bắc Mỹ đã rất kỳ vọng vào anh cùng với đồng đội tại Busan. Nhưng đáp lại, con trai của ngài Danny lại nhận thêm anh bạn cùng trang lứa Flakid của Hề 2 làm bố thứ hai. Sự bạc nhược đến khó tin của cá nhân Danny đã khiến EG toàn thua cả 4 trận vòng bảng trước G2, thành tích rất tệ và chưa từng có tiền lệ. Hiện tại có lẽ top 6 đã là thành tích tốt nhất mà EG có thể đạt được. Ngoài Danny ra, đường giữa Jojo Pyun cũng chơi không hề tốt, làm cho đội hình EG trở nên rất tù. Impact và Inspire vẫn là những ngôi sao có kinh nghiệm, nhưng meta này không cho phép cánh trên gánh team mạnh như khu vực đường dưới nữa. Giống như mùa MSI năm ngoái, đại diện PCS lần này là PSG Talon vẫn được đánh giá cao hơn nhà vô địch Bắc Mỹ khi tiến vào vòng hỗn chiến. Nhưng mùa giải này, hoàng tử dầu mỏ đã không còn đáng gờm như trước nữa. Rõ ràng là sự ra đi của em Apple cùng Ramos đi rừng là sự mất mát lớn cho PSG, trong khi hai cái tên thay thế là Bật Chế Độ Bay Lên và Son Yuhan chưa thể hòa lớp khoảng trống ngay. Bằng chứng là ở vòng bảng MSI, PSG đã bị đội chiếu dưới Red Canis đả bại và phải khá chật vật mới thắng được 2 trận lượt về để lọt vào top 6. Có thể đội hình mới của PSG sẽ khó mà tiến đến bán kết như một năm trước vì sẽ phải cạnh tranh với không chỉ Evil Genesis mà còn là Sài Gòn Buffalo đang có phong độ cao và tâm lý hưng phấn. Nhưng trước khi anh em tương tàn, VCS chúng ta cần phải dành cho hảo hán PSG Talon một sự tôn trọng vì người huynh đệ này đã an ủi và sát cánh bên khu vực chúng ta trong suốt 2 năm khó khăn vừa qua. Cuối cùng là đại diện khu vực liên minh huyền thoại máu chiến nhất thế giới mang tên Sài Gòn Buffalo. Trong lần tái xuất đấu trường thế giới này, SGB đã mang theo thủ lĩnh tương lai của liên minh, ngài VCS, chính là ngài X. Với sự kết hợp của bộ ba tam giác ngài gồm ngài X, ngài Ren và ngài Bin sẽ chẳng hề mơ mộng tí nào nếu anh em Đông Lào nghĩ đến viễn cảnh SGB lọt tiếp vào bán kết. Tổng quan, sức mạnh của 6 đội tuyển tại vòng hỗn chiến cũng khá là chênh lệch giữa nhóm trên và nhóm dưới. Nhiều khả năng Team One cùng ANG sẽ ao trình những đối thủ còn lại trừ G2. Hề 2 thì nhỉnh hơn một chút so với 3 đội đứng dưới. Và cuộc chiến cho tấm vé cuối cùng vào top 4 sẽ là giữa SGB, PSG Talon. Còn Evil Genesis thì xin là xin vĩnh viễn từ biệt Bắc Mỹ thôi. Về kết quả của từng đội, MGN Esports dự đoán như sau. Team One vẫn là đội mạnh nhất với mặc định vị trí đứng đầu bảng. Nhưng đến 95% quỷ đỏ LCK sẽ có trận thua đầu tiên tại vòng đấu này vì sự nội tại làm bố ANG nên Team One chắc chắn 2-0 trước địch thủ Thiên Triều. Nhưng còn đối với kẻ diệt Hàn Quốc Hề 2 Esports thì không hề dễ chơi chút nào và rất có thể Giang Văn Cốt và đồng đội sẽ là những người shut down Team One bất bại.
5% còn lại là nếu team One tung ra sức mạnh điều chỉnh ping và khi đó chẳng còn ai trên thế giới cản được bước Ma Gaming Hàn Quốc nữa. Đội xếp nhì chắc chắn là Royal Never Give Up vì đại diện LPL sẽ thua sắp mặt trước team One, nhưng auto hủy diệt hề hai theo cốt truyện cơ bản của Riot. Nhiều khả năng ING quyết định để giành quyền đánh lại cho trận chung kết để gia tăng cơ hội làm đội đầu tiên vô địch MSI 3 lần. Đứng vị trí thứ 3 là hề 2 nhưng không hoàn toàn đảm bảo bởi vì sự kỵ dơ của VCS và Buffalo đối với G2 là khá nhiều nên đại diện LPL vẫn có thể thua trắng 2 lần trước SGB như năm 2019. Nếu điều đó xảy ra thì dù hề 2 có hấp riêng T1 2 ván cũng không thể vươn lên vị trí cao hơn nhưng cũng khó chia tay vòng bán kết. Một suất cuối cùng lọt vào top 4 chắc chắn là cuộc đua song hỷ giữa hai người bạn thân PSG Talon và Sài Gòn Buffalo vì phong độ hiện tại của đại diện Bắc Mỹ Thor Evil Genesis đang là quá kém. Trong meta hiện tại, SKB chúng ta hoàn toàn có thể ăn 2-0 cho EG để phá rớt bị LCS và Impact hành hạ vì chiến thắng trận đấu Liên minh huyền thoại giờ không còn phụ thuộc quá nhiều vào cánh trên nữa. Trong khi đó, đại tướng Shogun của SKB đang là một trong xạ thủ hay nhất MSI năm nay. Nếu có thể hủy diệt EG, SGB sẽ vừa rộng cửa vào top 4 thế giới, vừa minh chứng cho độ thiểu năng của tổ đội phân tích viên Tây Lông. Khi đó đối thủ cuối cùng của SGB chỉ là một PSG đang quá bất ổn với chiến thần bật chế độ bay lên. Và còn gì tuyệt vời hơn giấc mơ VCS thắng Mỹ, thắng châu Âu và thắng luôn cả Đài Loan để tiến vào top 4 MSI năm nay. Có lẽ ông cháu Ngài X đã mơ thấy viễn cảnh đó trong giấc ngủ tàu nhanh ngay trên sân khấu vài ngày trước. Với sức mạnh thánh thần của Ngài X, cộng thêm sự nâng mi nhiệt tình của Ngài Bin cùng với ông nội Hasmet, giấc mơ SGB mang VCS vào top 4 hoàn toàn có thể thành sự thật. Không cần nói nhiều nữa, MGN Esports dự đoán Sài Gòn Buffalo sẽ đặt chân vào bán kết MSI 2022. Nếu sai, xóa kênh và dọi béo 1 triệu sub.